Nghe bạn bè bảo là nếu mà bác sĩ lôi ra thì phải hỏi là con có đầy đủ ngón tay ngón chân, có bị gì không á. Nhưng mà không biết sao trong đấy, trong đầu em lúc đấy chỉ nhớ mỗi là mũi của bố nó rất to, phải hỏi xem là mũi nó to giống bố hay không. Thế là quay ra hỏi là bác sĩ ơi mũi con em có to không, thì bác sĩ bảo là làm sao mà biết được là mũi to hay không, vừa mới lôi ra làm sao biết mũi to hay không, thế là bê đi luôn. Thưa quý vị, chương trình được đồng hành bởi nhãn hàng Bổ Phế Nam Hà, thương hiệu thuộc công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. À, xin chào Ngọc Lan, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, chị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách mời là một bà mẹ bỉm rất là hot ở trên nền tảng TikTok, được mọi người gọi là mẹ của em Tẹo. Rồi, xin chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Em là Thương Hiền, hôm nay em 27 tuổi, được mọi người biết đến là mẹ của em Tẹo, mà em bé của em thì năm nay được 21 tháng. Khách mời của Tâm Tình Mẹ Bỉm tuần này là Phạm Hoàng Thương Hiền, sống tại Hà Nội. Chị Hiền sở hữu kênh TikTok với hơn 257.000 lượt theo dõi. Nổi bật là hình ảnh em Tẹo, nay đã 21 tháng tuổi, rất đáng yêu và kháu khỉnh. Hành trình mang thai, chăm sóc và nuôi dạy em Tẹo luôn được chị cẩn thận ghi lại, trở thành kỷ niệm đắt giá cũng như đem đến những chia sẻ thiết thực nhất đến khán giả. Hãy cùng Tâm Tình Bỉm Sữa lắng nghe câu chuyện làm mẹ đầy thú vị của chị. Lý do tại sao mà bạn nhỏ nhà mình có cái tên rất là đáng yêu và cute và rất là lạ lẫm như vậy? Bạn nhà em ấy tên thật là Tuệ Linh ấy, thì em thích cái chữ đệm là chữ Tuệ nên là đọc ngược lại Tuệ là Tẹo. Dạ, đơn giản vậy thôi đó hả? Rất là dễ thương, rất là văn hóa Bắc Bộ luôn. Em bé nhà mình là 21 tháng rồi, tức là chưa được 2 tuổi. Cộng với thời gian mình mang bầu thì mình quay ngược trở lại là khoảng hơn 30 năm tháng. Về trước. Cái ngày mình phát hiện ra mình có thai nó diễn ra như thế nào nè? Thì đợt đấy là tâm dịch ấy ạ. Em với cả chồng em thì là yêu nhau được 5 năm xong rồi mới lên kế hoạch là cưới. Thì bọn em làm cái gì cũng theo kế hoạch hết. Yêu nhau xong rồi quyết định là mua nhà xong mới kết hôn. Thì trong cái dự định của bọn em là không hề có muốn có em bé ngay lúc đấy. Nhưng mà đúng lúc bọn em vừa mới đã tổ chức đám cưới xong thì một tuần sau là bùng dịch Covid lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều ở nhà. Thế là bọn em thì em sinh năm 96 ấy, thì những người bạn của em, con gái thì cũng cái tầm tuổi đấy. Nên mọi người mới bảo với em là rủ nhau là đẻ chung đi. Đang dịch ấy, đang ở nhà, thế là đang rảnh, thế là rủ nhau đẻ chung đi. Mấy chị tính mấy chị rủ nhau có bầu là có bầu liền được luôn đó hả? Thì cũng không có bầu liền, thì cũng kiểu cách nhau 1-2 tháng ấy, nhưng mà cũng là chung trong một cái lúc đấy cả. Cứ cách nhau 1-2 tuần. Hồi này chơi uy tín à, rủ bầu chung còn nói là làm liền, chứ đừng nói tới cái chuyện đoạn mà đi rủ đi du lịch hay là rủ đi ăn hay bữa nào cà phê đồ là không có. Rủ bầu chung nó mới ngầu mà làm được luôn. Làm được nhưng mà cũng hơi khó, nên là có những cái nhà trước đấy là cưới trước bọn em một vài tháng thì là nhà mấy bạn đấy là đã thả trước rồi, xong đến lúc mà người ta báo với bọn em là đi ăn là báo hỉ chung á, là người ta báo là nhà tao chữa rồi này, thế xong rồi chồng em mới quay ra bảo là hay là nhà mình cũng hợp tuổi, tức nghĩa là bọn em là nếu mà sinh em bé năm 2021 hoặc 2022 thì sẽ hợp tuổi với cả bố mẹ. Thế là bọn em cũng quyết định là thế thôi, thế đẻ chung luôn. Mặc dù lúc đấy cũng chả chuẩn bị gì cả, chưa chuẩn bị tâm lý, chưa chuẩn bị kinh tế và cái gì hết. Rồi, thế là có bầu. Thả mất cũng khoảng tầm 3 tháng thì mới có. Bạn em là có những đứa kiểu cao to hơn ấy, thả đến 6 tháng không có. Thế là lúc mà bọn em thả được 3 tháng rồi chưa thấy có gì cả, là cũng bắt đầu hơi lo lo. Tại vì hai vợ chồng em kiểu đều nhỏ người ấy, thế là nghĩ là chắc là sẽ khó. Đang định đi khám thì là có luôn rồi. Cái hôm mà sau khi mà phát hiện là có cũng bạch thử đấy thì đi siêu âm thì bắt đầu là có drama. Cái hôm đấy đi siêu âm hôm đầu tiên thì bởi vì là em phát hiện sớm quá, vừa mới chậm một cái thì em chủ đích thả mà, nên là có một cái thì phát hiện luôn. Đi đến phòng khám thì siêu âm thì chưa thấy thai vào tổ, thế người ta mới bảo em là chậm thì chậm 2 tuần rồi, thế là người ta cho em đi thử máu. Thử máu lên thì beta, chỉ số beta hay là cái chỉ số thông báo có con ấy, thì là nó lên mức rất cao rồi, nhưng bác sĩ siêu âm thì chưa thấy em bé vào trong bụng. Thế là đáng nghe ví dụ như ở những cái bệnh viện to khác ấy, thì người ta sẽ bảo mình là chờ 1-2 tuần gì đấy để khi mà để chắc chắn là em bé có vào tổ hay không thì mới thông báo. Thế người ta xét nghiệm máu lên thấy báo có thai mà siêu âm chưa có, cái người ta phán luôn cho em là bây giờ chửa ngoài dạ con rồi nhá, đi về đi lên bệnh viện mổ luôn đi. Trời đất ơi trời. Lần đầu tiên có thai nghe tin đấy là rụng rời tay chân hết cả luôn. Nhưng mà về thì cũng không chả dám báo với cả mẹ với cả ai cả. Nhưng mà đến buổi tối hôm đấy thì gọi cho chị gái em đầu tiên, tại vì chị em là ở gần em nhất, bảo là chị ơi như này phải làm như nào bây giờ, tại vì chị em hơn em nhiều tuổi ấy. Chị em hơn em 11 tuổi thì có hai bạn rồi, thì có kinh nghiệm rồi.
Thế chị bảo là thế để chị gọi cho cái bác sĩ của chị để xem như nào. Nhưng chị không gọi cho bác sĩ, chị gọi cho mẹ ruột em luôn. Bộ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thế là mẹ biết, thế là mẹ gọi, xong rồi cả nhà tá hỏa lên. Hôm sau thì đi lên khám bác sĩ kia, bác sĩ của chỗ chị em giới thiệu thì bác ấy bảo là về chờ đợi đi, là về chờ đợi một tuần sau thì thai vào tổ. Thế lúc đấy mới yên tâm ấy. Trong suốt cả một cái tuần mà từ lúc mà bị bên phòng khám kia báo là ngoài dạ con đến cái lúc mà bác sĩ là báo vào tổ là tim em ở bên ngoài lồng ngực luôn ấy, chứ trời không phải con. Tôi muốn bóc phốt cái phòng khám đó quá trời luôn đó trời. Cái vấn đề ở chỗ là mọi người phải hiểu là phụ nữ khi mà lấy chồng sinh con, cái việc có con nó là một cái việc rất là trọng đại. Đôi khi nó được coi là một cái điều mà người ta chờ đợi cả cuộc đời. Trong khi một số bạn làm trong ngành sản phụ khoa hoặc là những cái ngành dịch vụ khác, nói chung chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ thấy quen, đúng không? Thì đôi khi các bạn ấy buộc miệng nói ra một cái câu là chữa ngoài dạ con rồi, hoặc là em bé bị cái này rồi, em bé bị cái kia rồi, hoặc là những cái dịch vụ khác mà khi mà người ta làm nhiều, cái người ta bỗng cảm thấy đó là một cái chuyện mà họ gặp mỗi ngày. Và nếu như các bạn không để ý cái điều này, các bạn có thể chăm sóc khách hàng của mình nó không có ổn. Chị lấy ví dụ như ở bên chị, ví dụ như là bây giờ chẩn đoán trẻ tự kỷ đi. Thực ra để khẳng định rằng đứa trẻ nó tự kỷ hay không, bạn phải rất là cẩn trọng. Có thể một ngày bạn gặp rất nhiều trẻ tự kỷ, nhưng mà tự dưng có một đứa con ta bưng tới cho bạn xong tự kỷ rồi nghe. Đầu ơi, không biết đứa nhỏ có tự kỷ hay không, chứ về là ta nói từ ba má tới ông bà nội ngoại tự kỷ theo. Cho nên là đúng thật là cái việc mà mình thông báo một cái gì đó cho cái người bệnh nhân nó quan trọng, gọi là dịch vụ nữa đó. Đây cũng giống như là một cái hồi chuông để mà cho những bạn làm trong tất cả các ngành nghề, khi mà chúng ta thông báo một cái tin gì đó cho khách hàng thì chúng ta cũng phải cẩn trọng một tí xíu và thông báo có cảm xúc một chút xíu. Coi như là thả lỏng được rồi đó. Rồi thả lỏng cơ thể rồi, bắt đầu là chăm em bé trong bụng. Chăm em bé trong bụng thì cũng nhàn lắm ạ. Em thì không biết nấu nướng, không biết làm gì cả. Chồng em biết làm hết. Thế là đấy, chồng em chả đi làm được. Thế là chồng ở nhà nuôi cho béo mầm chửa lên 20 cân. Xe khách các thứ từ các tỉnh thì thi thoảng cũng có một vài xe. Bố mẹ chồng em lại gửi xe đồ lên. Mỗi lần là gửi cả thùng lên như vậy đó. Ăn đồ hơi đông lạnh một tí thôi, nhưng mà nói chung là cũng không thiếu thốn ạ. Không thiếu thốn, tại vì em cũng ở ngoài đó suốt cái mùa dịch. À đúng rồi. Đó, cho nên là cũng không có đến nổi và vẫn được đi chợ, nhưng mà phát tem phát phiếu rồi đi chợ thôi, chứ cũng không đến nổi. Rồi danh mục ẩm thực trong những tháng bầu mà lockdown là anh nấu cái gì nè, em liệt kê thử. Rồi nói chung là lên cứ cả ngày, đợt đấy là cứ 9 tháng mỗi ngày mở mắt ra chỉ có mỗi việc là lên Google search xem hôm nay thích ăn món gì là chồng em sẽ làm món đấy thôi. Cháo ếch Singapore, rồi cháo bồ câu, cháo cá chép ở các kiểu, nói chung là cứ các danh mục ở trên YouTube là thực phẩm tốt cho bà bầu là ăn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà bạn này là có bầu lockdown, người ta buồn, người ta lockdown ở nhà, nhưng mà bạn này chắc không buồn đâu. Là tại vì có nguyên một cái hội. Ê, đúng rồi, cái hội đó, đó sao tình hình cái hội đó đấy sao? Mấy đứa bạn em thì cũng vui, bọn nó FaceTime cùng với nhau mỗi ngày đấy. Chồng đứa nào cũng ở nhà cũng nấu cho ăn, nên là bốn đứa cứ bật bốn cái máy lên như là chương trình mukbang, nhưng mà mukbang cho nhau xem. Lúc cưới lúc chửa thì rất là vui. Đúng là người ta bảo là 9 tháng là nữ hoàng, xong rồi sau đẻ xong là đúng thành oxy đến tận bây giờ. Lúc yêu là công chúa, ngày cưới là nữ hoàng, cái đoạn mà có bầu là hoàng quý phi, bà hoàng quý phi bao giờ cũng được sủng hơn bà hoàng hậu. Rồi đẻ ra xong là coi như là xuống làm tạp dư gì ở phía dưới cung nữ luôn, ở dưới là coi như giai đoạn hoàng quý phi đó là chỉ có ăn mút ban rồi tận hưởng nhẹ nhàng vậy thôi. Các chỉ số của em bé mỗi khi mà đi khám bác sĩ thì nó có ổn định hay không? Nó ổn định, nhưng có mỗi điều là lên cân nhiều quá thì bác sĩ bảo là hãm lại đi, nhưng mà không hãm được. Em lên 20 cân mà đẻ ra em bé có 3 cân thôi. Trước khi chữa là em cũng gầy, em còn gầy hơn như này cơ. Lúc mà lên được đến 60 cân, đến mốc 60 cân là chưa bao giờ cuộc đời em đến cái mức đấy, là từ lúc đấy đến lúc lên bàn đẻ em không dám bước lên cân nữa luôn. Lúc đấy là được 7 tháng là em đã lên đến 60 cân, đẻ xong xuống một cái là em bé ra được 3 cân thì em vẫn còn 62 cân ở lại. Vẫn còn 62 cân. Vậy là bèo bèo cũng phải 65. Đâu, phải gần 70. À, còn nhau rồi, còn ối kia, rồi kia đủ nữa. Người ta cũng bảo thế, nhưng mà đến lúc ra là em không thấy đâu. Chỉ tại vì em sinh mổ. Em sinh mổ là ra là đúng là chỉ có mỗi lôi em bé ra thôi. Chứ còn đâu là nhau nhất các thứ là không có mấy đâu. Một thai kỳ no đủ, vui vẻ. Vui vẻ. Nếu vậy thì cái lúc em đi sinh thì tính ra tình hình dịch bệnh nó vẫn căng thẳng. Vâng. Vậy là thì cái dấu hiệu của cái ngày đi sinh nó như thế nào? À, em là sinh mổ chủ động. Vì sao? Em hèn nhát. Em hèn nhé. Cái hội đó có rủ nhau không? Chính xác là chính là cái hội mà nó đẻ trước em ấy. Là những đứa đẻ trước em là có bốn, bọn em có bốn đứa không? Thì là có
hai đứa là cố đẻ thường nhưng mà không được, thế là phải chịu cả nỗi đau đẻ thường, cả nỗi đau đẻ mổ. Thế là chúng nó mới quay ra nó bảo em là thôi nếu mà đã như thế thì thôi mày xác định là mày đẻ mổ ngay từ đầu đi. Nghe chúng nó tả nghe về lo em đúng không? Bé này nó không phải fan của chương trình rồi. Nếu là fan của chương trình thì em sẽ nghe được những cái cuộc đi đẻ thường rất là vui vẻ. Đau thì ai cũng đau. Trời ơi. Nhưng chị sẽ lý giải là về căn nguyên của những lời khuyên đẻ mổ không đau nè, là tại vì mấy bà tôi đau lên bờ xuống ruộng cái đoạn đẻ thường rồi. Đúng rồi. Em phải hiểu là đây đẻ hết rồi đúng không? Cái đoạn đau bình thường nó đau kỳ cục lắm, nó đau không có tả được. Nói chung là đau đẻ là một cái loại đau rất là độc quyền, nó kỳ lắm. Thế thì nó rất là đau, em hiểu không? Cho nên đến khi mà không thể nào đẻ được thì người ta bắt đầu mới phải chỉ định là đẻ mổ. Thì thực sự là cái việc mà em đẻ mổ, em đau một cái vết thương do mổ, nó sẽ không có đau một cách kỳ dị như là đẻ thường. Nên lúc đó các bạn ấy bắt đầu có được dữ liệu để so sánh rằng là ô đẻ mổ đi, thà như vậy thì đẻ mổ cho nó đỡ phải đau, đẻ mổ không có đau gì hết. Trời ơi, da thịt con người ta tách ra kêu đừng có đau. Rồi những bạn không hề biết đau đẻ, rồi chỉ biết đau mổ thì mới thấy. Rồi, cái cơn mổ đó rồi đau không? Cũng bình thường, nói chung là em hẹn giờ bác sĩ là 9 giờ đến thì 7 giờ có mặt ở bệnh viện lên là xong thôi. Nhưng mà có một cái rất là buồn cười. Đấy là bố là muốn ra kề da với cả con lúc vừa mới lôi ra. Thế là đến bệnh viện một cái thì mẹ được bê lên trên phòng mổ rồi, bố cứ ngồi ở dưới chờ thôi. Người ta cũng không hỏi là đây là người nhà của sản phụ nào các thứ. Người ta chỉ ra, người ta hỏi, có một y tá ra hỏi bố là thế tí nữa con ra thì bố có muốn ra kề da với con không? Thế bố cũng bảo có. Thế là người ta cho bố lên trên phòng tắm rửa nó nghiêng ráo nước sạch sẽ để chờ con. Bố được nằm ráo nước sạch sẽ để chờ con. Nằm nghiêng ráo nước để mặc một cái áo choàng xong rồi nằm ở đấy phơi, xong rồi còn bố còn sống ảo, còn đặt máy quay các thứ để sẵn sàng là người đầu tiên để úp con lên người á. Xong rồi đặt máy quay rồi, mở cửa ra một cái y tá vào bảo là anh ơi dậy mặc quần áo đi xuống đón em bé đi nhá, mẹ phát hiện ra là bị có virus viêm gan B nhưng mà thể lặn nên là em bé phải bế đi tiêm luôn, không được ra kề da nữa. Thế là bố là mất luôn một trận tắm, không có ý nghĩa gì. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Đó là cảm giác hụt hẫng của người bố. Thế còn người mẹ thì sao? Khi mà con lôi ra khỏi cơ thể của mình rồi, mình cảm giác như thế nào nè? Chắc là cũng một phần là tại vì không trải qua cơn đau đẻ đấy nên là tình mẫu tử nó cũng hơi tắc đường tí sao ấy. Hay nó đơn giản quá không? Lúc đấy thì em thấy nó cũng lạ lẫm lắm, nó cũng chưa đến nên là vừa mới lôi ra một cái thì bác sĩ bảo là này nhìn mặt con này. Nên là trước đấy là em cũng nghe bạn bè bảo là nếu mà bác sĩ lôi ra thì phải hỏi là con có đầy đủ ngón tay ngón chân, có bị gì không á. Nhưng mà không biết sao trong đấy, trong đầu em lúc đấy chỉ nhớ mỗi là mũi của bố nó rất to, phải hỏi xem là mũi nó to giống bố hay không. Thế là quay ra hỏi là bác sĩ ơi mũi con em có to không? Thì bác sĩ bảo là làm sao mà biết được là mũi to hay không, vừa mới lôi ra làm sao biết mũi to hay không, thế là bê đi luôn. Con bé có những trải nghiệm không được mượt mà lắm trong chỉ định y khoa. Không như tôi mong đợi. Nhưng mà cái vụ mà mũi to là ý em là em kỳ vọng điều đó hay em mong chờ nó đừng như thế? Em mong chờ nó đừng như thế, tức nghĩa là ý là chồng em mũi cũng to nhưng mà nó vẫn có sống, nó cao một tí. Nhưng mà cái điều em sợ nhất là trong suốt 9 tháng siêu âm ấy, mũi nó vừa to vừa tẹt giống ông nội. Đẻ ra thì không ngờ là giống y mũi ông. Em ơi, về nhân tướng á, mũi to là mũi kỳ lân, mà mũi kỳ lân là mũi giữ của giàu lắm. Nhưng mà nó phải có sống một tí. Chị nghe đồn thế chứ chị không biết. Lan chào quý vị khán giả. Rồi, em tên là Mia. Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện chương trình này rồi. Một mẹ bị sửa rồi. Khoan, dạ. Cuối cùng thì em cũng xuất hiện ở chương trình này rồi. Tức là em đã ủ mưu, em đã lập kế hoạch, em theo đuổi cái mục tiêu này từ trước đây hả? Dạ không phải, ý là mấy năm trước á là em suy nghĩ trong đầu là sẽ không bao giờ làm một sửa. Khi em coi chương trình này là nó không bao giờ đấy. Để đồ vui coi, ngày đó tới sớm thôi mà. Dạ rồi, em ơi, thì... Ủa em có mấy bé? Dạ một. Em bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ mới 3 tháng thôi. Ồ, mới 3 tháng dạ. Rồi, ký ức nó còn nguyên vẹn. Dạ. Mình quay, mình ôm ký ức lại đi em. Dạ. Cách đây thì hơn năm. Chị muốn biết là cách đây lần cuối cùng đó em không làm mẹ bị sửa đâu. Là từ khi nào? Chắc là chị tôi nhau quên rồi, có một chương trình em quay hình cùng với chị và em nói là em sẽ không có sinh con. Dạ, nó là thật sự là tâm nguyện của em là em muốn sống trọn đời bên chồng em, hai đứa đi chơi trung tâm tính già đó. Xong rồi em cũng phải làm bổn phận của một người vợ.
lý do tại sao em phải làm bổn phận của một người vợ nè. Có lẽ là em bị hại. Em bị gài hả? Dạ em bị gài rồi. Dạ. Đầu kể là kể nghe câu chuyện gài coi nè. Ngày đầu tiên mình biết tin mình mang thai như thế nào nè. Lúc đó em sửng ngắt. Tại vì em nghĩ là em nghĩ là em hẹn chồng em bao nhiêu năm cứ hẹn tới hẹn luôn tới luôn, chắc có lẽ là chồng em sẽ quá bực bội rồi. Xong rồi. À tức là cái tâm cơ của em là chồng em cũng không có vui vẻ lắm với cái tâm cơ là sống tới già với nhau thôi. Dạ chồng em muốn có một em bé với nhau thì mà em chỉ rất là sợ sinh nở. Sợ luôn, sợ lắm luôn. Kể thì vui vậy thôi chứ sợ trong lòng em sợ cực kỳ luôn. Xong rồi em nhận cái tin đó giống như sét đánh vậy, tại vì lúc đó em đã quay sản phẩm âm nhạc chuẩn bị ra mắt. Xong rồi phát hiện mình có bầu, cái tự nhiên mình phát hiện sao như thế là sao cơ thể sao, dấu hiệu sao, nằm mơ báo mộng rồi sao? Em nằm mơ, đúng rồi em nằm mơ. Ủa thiệt luôn hả? Em nằm mơ thôi. Em nói chơi mà trúng thiệt luôn. Dạ. Hồi trước giờ em hay nói chồng em là sao chồng không có lòng trắc ẩn, gặp những người khó khăn hơn mình phải giúp đỡ. Em ý là em phải trách móc chồng em gì đó. Tự nhiên hôm nay em nằm mơ em thấy là chồng em cứu một em bé ở phía sau của mình. Em có thật luôn á. Xong rồi em mới nói trời ơi không, mà tối hôm qua giờ nằm mơ thấy chồng có lòng chắc ẩn lắm. Mới người cứu em bé mà em lại không nghĩ là cái gì báo mộng cho mình hết á. Xong mình nói trời ơi, công nhận bữa nay chồng biết là người tốt rồi đó. Nhưng trong mơ. Trong mơ rồi. Xong rồi cái thì cũng không suy nghĩ nó đúng một tuần sau là em test ra hai cặp luôn. Lý do tại sao em test? Dạ tại vì em thấy trễ cưng. À chị thấy trễ ra test hả? Dạ. Lâu lâu thì mới hết cái cảm giác lưu tung
lung, cứ mong lung lắm luôn, tự như là mình đã là một cái kiểu tiếp người, là nếu như mà em được sống trọn đời mình em luôn với chồng em thì là như là bạn cũng chưa có, thực ra nó không nằm trong một cái sự lựa chọn mang tính chủ động, nhưng mà tại cái thời điểm em mang thai đó thì thực ra những cái công việc khác của em nó có được duy trì không? Nhưng em nó ngưng hết tất cả. Có phải là giờ em bị ngán cho nên em ngưng hết tất cả mọi cái? Dạ em không không bị ngán mà em cứ cảm giác như là bây giờ làm mọi thứ nó sẽ vô nghĩa vậy đó. Em thấy mình mập lên, em thấy mình không thể, tại vì em hát nhạc sôi động nên cần phải chỉ nhót, em cần phải muốn quay quay cuồng, mà bây giờ em không dám làm. Có nghĩa là không dám làm vì con sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng cái việc mình ngưng công việc lại nó lại không phải là cái sở nguyện của mình, nó không phải là cái điều mà mình cảm thấy là mình muốn lựa chọn, thế là đấu tranh phải lựa chọn. Đúng rồi, cái lúc nào mà coi như là cái phần mà coi như là sợ vì con mà nó chiến thắng thì ôi mẹ yêu con quá, mẹ sẽ làm mọi chuyện vì con thật là tuyệt vời khi đến thế giới này. Ôi anh ơi, anh có lòng trắc ẩn, chúng ta có con rồi. Ở lúc mà sực nhớ ra ủa ước mơ đời mình đâu, công việc mình muốn làm đâu, khát khao của trẻ của mình đâu, cái tự nhiên cảm thấy là tụi rồi tại sao như vậy, cái bắt đầu cảm thấy oán giận, cảm thấy bực bội, ai là người gây ra tội nghiệp đó, không lấy như vậy là có bình thường chứ không, phải làm sao? Thì thực ra cái sự không bình thường á là không phải là vì các bạn bị cái gì, mà là không bình thường có nghĩa là nó chính là cái biểu hiện để cho thấy rằng đây là một cái thai kỳ vốn không có khỏe mạnh. Cái không bình thường ở đây nó nằm ở cái chỗ là các bạn đã thực sự chưa có chuẩn bị đó, nhưng mà rồi thì cũng phải trải qua thôi. Nhưng rõ ràng là nó không bình thường, và khi mọi người hiểu rằng nó không bình thường để em chia, để chúng ta không gán thêm tội cho những cái bà bầu trong những trường hợp này theo những cái kiểu đó là làm nớt làm na, rồi hoặc là khó ăn khó ở, hoặc là thậm chí là mọi người có thể cho rằng là đó là cái cách mà các bạn cố tình kiếm chuyện, cho nên là người ta cũng sẽ kháng cự lại. Hãy hiểu nó là không bình thường để có thể hỗ trợ mẹ bầu rằng là họ đang bị đấu tranh nội tâm bởi cái gì, và có thể giúp đỡ họ bằng cách thiết lập cái cuộc sống hàng ngày á. Ví dụ như em vẫn có thể tìm về đam mê của em ở một dạng thức khác để có thể tránh được những cái nguy hiểm cho thai nhi. Ví dụ như là em thu âm thôi cũng được, hoặc là em có thể ngồi em dựng bài bằng ý tưởng thôi cũng được, hoặc là em có thể chuyển qua, nếu như em có năng lực quản lý em lại chuyển qua em làm quản lý cho những cái bạn đồng nghiệp khác cũng được. Tức là một cách nào đó để em được va chạm nghề nghiệp và em cảm thấy vẫn được thỏa mãn cái đam mê, cái mong muốn của mình, và không cảm thấy rằng đứa con là một cái lực cản để mình bị bi kịch về nó. Lúc đó mình gặp chị Tô Nha là đâu có đến nỗi rồi nó cũng phải vượt qua không nha, đúng không, rồi cũng phải đi đẻ thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, con ngán nhiều không? Dạ em nghe không nghe. Em là vì một cái stress khác, đó là em ăn được là ngán, thì càng ăn được là càng stress. À đúng rồi, em ăn xong cái em lại u sầu vì em lên cân, lên cân quá nhanh, em lên tổng cái kiệm lên 24 kg thì nó quá hốt so với cái mà em tưởng tượng. Em nghĩ cho em lên 14 kg. Thì giờ theo cách tính hơn thần số học, giờ ta hay cộng hai con số, ví dụ 4 kg 2 + 4 có 6 kg ạ. Nên nghĩ vậy đi ha chị ha. Chứ là em thấy giống như là khi mà em có bầu á, xấu hơn, lớn hơn, lớn đó thì là trong khi mình rất là mong muốn xây dựng một cái hình ảnh nó đẹp, đúng không, không đẹp nổi. Em nghĩ là ai có bầu là cũng tự nhìn mình trong gương thấy xong lúc đó bản thân mình tự ti, mặc dù đó chồng em cũng hết sức gọi là cố gắng để mà em không phải tự ti hơn nữa đó. Nhưng mà lúc đó em không biết em có suy diễn hay không, hay là em có như là nóc làm quá hay không nữa, mà ý là lúc đó em cảm thấy là ra đường chồng em sẽ nhìn người khác vậy đó, lúc nào em cũng trong cái tâm trạng vậy. Xong rồi cái mỗi lần mà có người nào đó đi nghe lại đó, chồng mình đã nhìn mình bực lên, kiểu giống như là mình nói em bị ác cảm gì luôn. Dạ em không biết tại sao em như vậy luôn, kiểu giống như là cảm thấy con người mình nó, mình thấy mình xấu quá, mình rất là buồn luôn á. Thì em nói chồng em là bây giờ á, có nhìn thì đeo kiến vô thì có lý, thì tôi cũng thấy còn trước mặt tôi đừng có nhìn như chân, đừng làm những cái điều đó, tại vì tôi muốn có một thai kỳ vui vẻ vậy đó. Trời ơi, cố gắng con nói chung là dạy đẹp con chồng quá. xong rồi cái chồng em cũng cố gắng đó, nhưng mà cũng một vài lần nói chung là nó nhưng mà thực sự là những cái việc đó vô
xui gặp cái này đó bị áp lực công việc nữa mà mình lại lên cơn như vậy nữa thì nó sẽ xung đột. Dạ, có không? Dạ nhiều lần. Ừ. Mà em cũng kiểu giống như là không, chưa bao giờ em thấy chồng em dạy luôn. Ừ. Kiểu như cũng em thì cũng đến cái giới hạn của em, chồng em cũng tới cái giới hạn của chồng em, tức là tại vì trước đó em từng nói với chồng em là cái con người của em, cái tính cách của em nó như vậy đó, em có phù hợp làm mẹ hay là nó bầu em nói gì rất là nhiều lần luôn rồi, nhưng mà gia đình em, chồng em đều nghĩ cái đó chỉ là nó chơi, chỉ đùa nó chơi, khi sợ mẹ thì sẽ khác rồi, rồi sẽ tự động này kia. Nghĩ là lúc đó chồng em cũng bị trầm cảm thai kỳ không? Thì đó, chồng em trầm cảm sâu sinh luôn. Thật ra nhớ cái trải nghiệm này của Gia nha chị. Chị muốn nói rằng là khi chúng ta là mẹ, chúng ta sinh ra một đứa trẻ thì trong cái tương quan của bản năng loài thôi, thì cái việc mà bạn sẽ phải chăm sóc đứa trẻ này, bạn phải đón nhận đứa trẻ này, nó sẽ là cái điều được diễn ra, thứ nhất là trên cơ sở của loài, cái thứ hai là cái sự ràng buộc về các vấn đề về luân lý và đạo đức. Nhưng cái năng lực làm mẹ nó là chuyện khác. Thiệt mà. Và khi người ta không có cái năng lực này thì dù người ta có thuận lòng theo luân lý, theo đạo đức, theo tiếng gọi của bản năng, người ta vẫn cảm thấy nó rất là căng thẳng, bởi vì tôi không có thể nào đáp ứng được với cái em bé này. Và đặc biệt là trong cái việc mà em không sẵn sàng thì em không ổn. Nếu không sẵn sàng thì chắc chắn là em không ổn. Còn chồng của em thì lại có thể là anh nghĩ mọi chuyện nó đơn thuần, mà các anh chồng lại quên mất rằng là dù cho các anh có mong muốn có con đến mức độ nào đi chăng nữa, nhưng nếu như cái người phụ nữ là cái đối tượng chính của cái việc mang thai, sinh con, chăm em bé, cái đối tượng đó họ không ổn thì các anh không thể nào cái người làm thay họ cái điều đó, và chính các anh sẽ bị kéo vào cái mớ hỗn loạn đó và rất khó để tìm lối ra. Và giống như em nói, thực ra chồng em không cô đơn đâu, rất nhiều ông chồng đã bị trầm cảm thai kỳ chung với vợ rồi sau đó là trầm cảm sau sinh luôn. Rồi đi đẻ thôi. Sau cũng sau mấy lần mâu thuẫn để cho ông được chuyển từ trầm cảm thai kỳ qua trầm cảm sau sinh thì em phải đi đẻ. Dạ. Thì những cái gì mà em tưởng tượng rằng là nó em sẽ chịu được không được, em sẽ gặp phải sau sinh, tất cả nó đều xảy ra hết. Những cái gì mà mình nghĩ là những cái xấu nhất, tiêu cực nhất nó đều xảy ra, nhưng mà cái tích cực nhất mà em có được là em bé. Nhưng mà nó khi mà mình nhẹ nhàng bớt thì lập tức có nghĩa là em nghĩ là em nhịn khi mà có một vấn đề xảy ra thì nghĩ thôi vì con đi nhịn từ cái nhịn đó nó lại gây ra một cái bức bối khác nữa. Thì nói chung là em cũng không muốn là cái tâm tính mình nó bất thường, mà kiểu như là nó hiện diện, tức là cảm thấy nó Yeah.
có dấu hiệu sinh con nó không sao. Dấu sinh á, cái thầy có dấu sinh á. Thật sự em không muốn, em muốn đến chương trình để kể chuyện vui em mất thề luôn. Tại vì có những cái nó diễn biến mà không ai muốn là được đâu. Cho nên thôi kể đi, giờ mình từ từ nè. Cái ngày mà mình có dấu hiệu chuyển sinh, có dấu hiệu để sinh con đó, nó diễn ra như thế nào, buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, đau bụng hay vỡ ối, đang ăn bún mắm hay đang uống rượu, hay đang ngồi bạo chồng hay là đang như thế nào? Thì tự nhiên một buổi sáng nọ em có lịch là khám 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 lúc 2 chiều, nhưng mà sáng mình dậy thấy đau bụng cứ 15 phút lần nên nhẹ em đau mấy tuần? Được. Dạ nó 38 tuần mấy năm ấy anh. Thế là em cũng chịu được. Xong rồi cái chồng em nói thôi bây giờ đi ra bệnh viện đi. Nhưng mà tự nhiên nó ngủ quá, xong em nói thôi để ngủ cái rồi đi. Tại vì thấy cũng đau nhưng mà nó ngủ quá. Xong rồi hơi đi ngủ. Xong rồi đi ngủ tới chiều đó mới ra cái phòng khám khám thì bác sĩ nói là đâu có cưng gò gì đó, không thấy gì hết á. Xong rồi em nói là em đau, mà bác sĩ nói không thấy gì chơi, không chui gì chơi, cứ về đi. Nhưng mà em thì chắc là không giải quyết được đâu, kêu là khuyên em để mổ đi, tại vì cái đầu của em bé to, cái sinh chậu của em. Mà khuyên em để mổ, lúc đó em cũng vẫn còn suy nghĩ là muốn đẻ thường, tại vì em nghe nói cái đó là tốt nhất. Thì tối về thì cũng gọi là cũng đúng lúc nhầy à, đúng lúc nhầy đó. Thế để em chụp hình cho bác sĩ nói là không đợi được nữa đâu, qua ngày mai đi mổ đi. Đó là em mới nói chuyện là để ngày mai đi mổ, rồi quyết định mổ, rồi là qua hôm sau là đi mổ. Tại cái vụ đi mổ nè, dạ. Hành lý đây, hành lý mang theo rồi sao nè? Hành lý mang theo của em là cặp chân mày, hai cái mắt gừng, son môi, đồ xúc xính, uống tóc, đồ uống ơ rồi đó, xong rồi em tạo cái gì mặc dù đó đó lồng lộn em cứ chạy gánh thông tin bên trong được mấy giờ? Dạ năm sáng đâu, tại vì đau bụng quá cho nên phải dậy rồi vậy không biết làm gì thôi phải cấp luôn. Dạ khuya đó về là tức là lúc chiều bác sĩ nói là tối nay mổ được luôn rồi đó, cái nó chưa được, tại vì em chưa gội đầu, chưa có gắn cái lông nhiều nữa, ý là lúc đó chưa có nói mi ý em là vậy á, tại vì em mới ở cửa xấu nên em định nói nguyên, cuối cùng cũng nói được luôn. Xong rồi cái em về đó tối em đau lồng lộn xong nhưng em vẫn đi gọi đầu kẹp tóc thẳng khớm. Xong sáng thức dậy em tiêm điểm lại em đi vô bệnh viện, em đi sáng không ai nhìn em hết hợp vô nghĩa nếu biết chưa có kết quả như thế này ra rồi sao nó nghĩa chị đi vô xong người ta kêu mình thay đồ xong đẩy ra cái xe đi luôn không ai thấy luôn không ai nhìn luôn cái vô mà tới cái chỗ mà có người nhìn em là ekip mà đỡ đẻ đó kêu thấy nè. Dạ đúng rồi, là mà lúc đó mình đau mình hoặc mình kiểu giống như là cũng không ai quan tâm luôn. Ông xã đi theo không? Dạ có ông coi nhìn. Dạ em có quê em quê em luôn rồi sao? Dạ thì đó có bị bắt đi thấy tràn không nè? Dạ không, tại che mình để che có sự tinh thần tế để che. Xong rồi vô thì em thấy cái khâu mà chuẩn bị chích này chích nọ rồi tiêm cái gì sau lưng đó, nói chung là đầy đau đớn nữa đó. Bệnh viện đó đáng lẽ là cho chồng em có mặt vô trong cái chỗ đó, nhưng mà không hiểu sao là xong mấy cái công đoạn nó đòi cho chồng em vô, thì em lại nghĩ là ước gì là chồng em vô được cái khúc đó, nó là đâu